Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi tới quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 11, lực lượng an ninh Đức đã đột kích 54 địa điểm và cơ sở Hồi giáo trên toàn quốc trong chiến dịch trấn áp nhằm vào các phần tử cực đoan hoặc tình nghi liên quan đến phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban. Tại Berlin, các đặc vụ liên bang đã tiến hành các cuộc đột kích đồng thời vào 54 cơ sở trên khắp 7 bang, trong đó có cuộc đột kích đầu tiên nhằm vào trung tâm Hồi giáo ở Hamburg, nơi được xem là đầu mối của chiến dịch chấn áp các phần tử nổi dậy đang âm mưu làm mất trật tự hiến pháp của đất nước. Ngoài Hamburg, các cuộc truy quét của lực lượng liên bang còn nhằm vào một số địa điểm bang Niedersachsen, Hessen, Baden, Württemberg, Bayern, Berlin và North high westphalia Hiện chính phủ Đức chưa xác định bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào song cho rằng trung tâm hồi giáo Hamburg bị nghi ngờ hỗ trợ cho phong trào Hezbollah ở Liban vốn bị cấm ở Đức. Bộ Nội vụ Đức cho rằng trung tâm hồi giáo Hamburg đang truyền bá các thông tin gây chia rẽ và kích động chủ nghĩa cực đoan trong bối cảnh cuộc xung đột Hamas Israel đã kéo dài gần 6 tuần mà chưa có dấu hiệu chấm dứt. Bộ Nội vụ Đức lưu ý rằng tổ chức này có ảnh hưởng lớn đối với một số thánh đường hồi giáo trên toàn quốc, thúc đẩy tư tưởng bài Do Thái. Ngày 8 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Nancy Faeser cho biết, kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát, đã có 450 cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và hơn 410 cuộc tụ tập ủng hộ Israel ở nước này. Bộ trưởng Faeser đã lên tiếng phản đối chủ nghĩa bài do thái Đức, khẳng định xung đột ở Trung Đông không được phép diễn ra trên đường phố Đức. Trước đó, Ủy ban châu Âu EC đã cảnh báo hành vi bài do thái gia tăng bất thường tại các nước thuộc Liên minh châu Âu trong thời gian qua. EC lên án tình trạng này tại châu Âu, kêu gọi người dân đẩy lùi làn sóng này. EC khẳng định sẽ phối hợp với các nước thành viên tăng cường an ninh, đồng thời bảo đảm các nền tảng trực tuyến nhanh chóng gỡ bỏ thông tin sai lệch và nội dung kích động bạo lực, thù hận, phân biệt chủng tộc. Lần đầu tiên tham đức kể từ khi tái cử, nhưng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ có chuyến thăm công du không dễ dàng bởi những khác biệt khá lớn giữa Ankara với Berlin. Lâu nay, Thổ Nhĩ Kỳ vốn bất hòa với phương Tây bởi Ankara cho rằng Mỹ và nhiều nước châu Âu hậu thuẫn giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị cho là đứng đằng sau cuộc chính biến bất thành năm 2016 nhằm lật đổ ông Erdogan. Hơn nữa, vấn đề chính mà hai bên muốn thảo luận lần này tại Berlin là cuộc xung đột israel hamas lại cho thấy sự khác biệt quá lớn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, mà như báo chí mô tả là như bên hai bờ chiến tuyến. Với Đức, Berlin khẳng định lập trường đứng về phía Israel, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ủng hộ quyền tự vệ của Israel, tuyên bố sẽ hỗ trợ bất cứ khi nào cần thiết. Trong khi đó, ông Erdogan cho rằng thủ phạm chính đứng sau các vụ thảm sát đang diễn ra ở Gaza là phương Tây về ủng hộ việc Israel trả đũa Hamas, rằng các cuộc tấn công của Israel đã vượt quá giới hạn tự vệ. Không như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ coi Hamas là một đảng chính trị đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Palestine. Tuy nhiên, hai bên cũng có những điểm tương đồng có thể chia sẻ. Ông Erdogan là người ủng hộ hàng đầu cho quyền của người Palestine cũng như giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Đây cũng là quan điểm của Berlin. Quan trọng hơn, trong bối cảnh tư duy súng đạn đang ngự trị, ông Erdogan và ông Olafson đều ủng hộ giải pháp tạm dừng giao tranh ở giải Gaza để mở đường cho viện trợ nhân đạo. Berlin cũng ủng hộ vai trò hòa giải của Ankara trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Hy vọng chuyến công du của ông Erdogan sẽ không dừng chỉ ở làm sáng tỏ nhiều điều về quan điểm của Berlin mà giúp hai bên hợp tác để hạ nhiệt điểm nóng Trung Đông. Quốc hội Kenya vừa qua đã ủng hộ kiến nghị do Ủy ban Hành chính và An ninh Nội bộ thuộc cơ quan lập pháp này đưa ra, trong đó đề xuất phê duyệt yêu cầu chính phủ về việc điều động đội ngũ nhân viên an ninh tới Haiti để hỗ trợ ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang ở quốc gia Caribe. Cuộc tranh luận sôi nổi chứng kiến các nhà lập pháp đối lập bác bỏ kế hoạch của chính phủ về việc Kenya dẫn đầu lực lượng cảnh sát đa quốc gia ở Haiti. Họ cho rằng hành động này là vi hiến bởi chỉ có quân đội Kenya mới được phép triển khai lực lượng bên ngoài đất nước. Tuy vậy, những người ủng hộ kế hoạch của chính phủ Kenya tuyên bố quốc gia Đông Phi có trách nhiệm và nghĩa vụ đạo đức phải hỗ trợ Haiti. Các vấn đề chính trong cuộc tranh luận là cơ quan nào sẽ tài trợ cho hoạt động triển khai và những lý do chính đáng nào để đưa lực lượng an ninh đến Haiti, đất nước cách Kenya hàng nghìn km. Nhà lập pháp đối lập Rosa Buya lập luận, việc điều động 1.000 cảnh sát đến Haiti có ý nghĩa gì khi người dân Kenya đang chết dần chết mòn, cần được bảo vệ, cần sự phục vụ của các sĩ quan cảnh sát. Trong khi đó, nghị sĩ Gabriel Tongoya, Chủ tịch Ủy ban Hành chính và An ninh Nội bộ cho biết, mọi chi phí triển khai sẽ do Liên Hợp Quốc tài trợ và sứ mệnh đa quốc gia sẽ kéo dài trong vòng một năm. Phát biểu trước Quốc hội Kenya, Bộ trưởng Nội vụ Kituri Kindiki hồi tuần trước khẳng định Nairobi sẽ chỉ triển khai lực lượng cảnh sát đến Haiti nếu tài trợ và thiết bị được các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc chi trả. Bạo lực đã gia tăng ở Haiti khi một băng nhóm được vũ trang hạng nặng bao vây một bệnh viện ở thủ đô Port-au-Prince hôm 15 tháng 11 và giam giữ các bệnh nhân. Cảnh sát sau đó đã giải cứu những người bị giam giữ. Các băng nhóm trên khắp Haiti tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn kể từ vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise hồi tháng 7 năm 2021, đồng thời số vụ bắt cóc và giết người không ngừng gia tăng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa qua thông báo đã gia hạn một năm nhiệm vụ của Phái bộ Ổn định Tích hợp Đa chiều của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi MINUSCA. Thông báo cho biết, Nghị quyết 2709 kéo dài nhiệm vụ của MINUSCA được thông qua với 14 phiếu thuận và một phiếu trắng của Nga. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bày tỏ sự hài lòng với những nỗ lực của chính quyền Cộng hòa Trung Phi nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài ở nước này như một phần của tiến trình hòa bình và chính trị toàn diện. Nghị quyết mới trên của Liên hợp quốc cũng ấn định số lượng quân của MINUSCA được triển khai tối đa sẽ không được vượt quá 14.400 quân nhân. Con số này cao hơn số quân hiện đang được triển khai, cụ thể là 13.400 binh sĩ, bao gồm cả các quan sát viên, sĩ quan tham mưu, cảnh sát và tình nguyện viên. MINUSCA được thành lập trên cơ sở nghị quyết 2149 năm 2014 và được gia hạn định kỳ 12 tháng một lần. Phái bộ này có nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ dân thường, bảo vệ tiến trình hòa bình và thúc đẩy triển khai thỏa thuận hòa bình và hòa giải giữa chính phủ Cộng hòa Trung Phi với 14 nhóm vũ trang hồi tháng 2 năm 2019. Vừa qua Bộ Ngoại giao Mỹ bán tên lửa không đối không AIM-9X và các thiết bị liên quan cho Hàn Quốc để giúp cải thiện khả năng phòng thủ của đồng minh Đông Á. Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng DSCA thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo về thương vụ trên, ước tính trị giá 52,1 triệu đô la Mỹ thuộc khuôn khổ chương trình trao đổi quân sự liên chính phủ FMS. Ngoài ra, cơ quan này cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán cho Hàn Quốc hệ thống đánh chặn tên lửa Standard Missile 6, SM6 cùng các thiết bị liên quan theo chương trình FMS ước tính trị giá 650 triệu đô la Mỹ. Trước đó Hàn Quốc yêu cầu mua 42 tên lửa chiến thuật AIM-9X Sidewinder Block 2 cộng, 10 tên lửa huấn luyện trên không AIM-9X Sidewinder, thùng chứa tên lửa và các thiết bị liên quan khác. DSCA nêu rõ, thương vụ này giúp củng cố chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Mỹ bằng cách cải thiện an ninh cho đồng minh Hàn Quốc, vốn là động lực cho sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thương vụ trên hứa hẹn cải thiện khả năng ứng phó với mối đe dọa của Hàn Quốc, đồng thời tăng cường tương tác giữa Mỹ và đồng minh khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua nhấn mạnh mối quan hệ mạnh mẽ với các nền kinh tế thuộc diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC. Bên lề hội nghị, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, Tổng thống Biden đã có cuộc gặp với giám đốc điều hành doanh nghiệp. Tại đây, Ông đã nhấn mạnh đến các dự án đầu tư của các công ty Mỹ tại khu vực này, trong đó có nhiều tập đoàn lớn như các tập đoàn công nghệ Amazon và Apple, hãng hàng không Delta Airlines, công ty đồ uống PepsiCo và nhà sản xuất máy bay Boeing. Nhấn mạnh thể trạng của nền kinh tế Mỹ, ông Biden cho biết các nền kinh tế APEC chiếm đến 60% xuất khẩu của Mỹ và các doanh nghiệp Mỹ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất tại các nền kinh tế này, với cam kết ít nhất 40 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Ngược lại, nhà lãnh đạo này cho biết các công ty có trụ sở tại các nền kinh tế APEC khác đã đầu tư hơn 200 tỷ đô la Mỹ tại Mỹ kể từ đầu nhiệm kỳ của ông vào năm 2021. Ông khẳng định các nền kinh tế APEC dựa vào Mỹ như một đối tác ổn định và mạnh mẽ. Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện các tiêu chuẩn lao động và giữ vững cam kết với các tổ chức nghiệp đoàn Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Mỹ, người phát ngôn Matthew Miller nhấn mạnh, chúng tôi đang tích cực đối thoại với chính phủ Israel về việc đảm bảo an toàn cho dân thường. Khi Israel xem xét tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự hoặc các hoạt động trên bộ theo những cách khác và ở các khu vực khác của Gaza, họ cần đảm bảo rằng thường dân được an toàn, rằng ở đó là những khu nhân đạo dành cho người dân, có sự bảo vệ, có những điểm tạm dừng để dân thường có thể thoát khỏi nguy hiểm và có thể nhận hỗ trợ nhân đạo. Và cuối cùng là có những nơi mà họ không bị tổn hại. Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại với Israel về việc công dân Mỹ ở bờ Tây không thể quá cảnh qua nước này. Đồng thời cho biết thêm, Mỹ kỳ vọng Israel sẽ tuân thủ đầy đủ chương trình miễn thị thực. Trước đó, quân đội Israel phát đi thông báo, người dân ở phía đông thành phố Khan Yonis ở phía nam giải Gaza cần đi sơ tán đến những nơi trú ẩn an toàn. Bằng cách thả tờ rơi từ đêm 15 tháng 11 đến dạng sáng 16 tháng 11, lời kêu gọi sơ tán được cho là để chuẩn bị tiến hành các hoạt động quân sự tại khu vực. Hiện có khoảng 700 công dân Mỹ, thường trú hợp pháp và thành viên gia đình đã rời Gaza, trong khi khoảng 900 người vẫn ở lại. Ngày 16 tháng 11, quân đội Israel cho biết đã nắm quyền kiểm soát hoạt động của cảng Gaza gần thành phố Gaza. Đây là cơ sở hạ tầng quan trọng ở dài Gaza, phong trào Hồi giáo Hamas trước đó kiểm soát cảng này. Mới đây, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA đã công bố kế hoạch gồm 10 điểm nhằm tránh một thảm họa nhân đạo tại Gaza. Giám đốc OCHA Martin Griffith đã công bố kế hoạch nói trên, trong đó tập trung vào việc mở rộng các hoạt động cứu trợ ở Gaza đồng thời nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo và trả tự do cho các con tin bị bắt giữ. Phát biểu với báo giới, ông Griffith cho biết, thế giới tiếp tục bàng hoàng trước tình trạng các bệnh viện bị tấn công, trẻ sơ sinh thiệt mạng và toàn thể người dân khu vực này bị tước đoạt các phương tiện sinh tồn cơ bản. Điều này không thể được phép tiếp diễn. Người đứng đầu OCHA nhấn mạnh sự cần thiết của việc đảm bảo một hành lang an toàn cho đoàn xe cứu trợ vào Gaza. Sáng kiến 10 điểm của OCHA cũng đề xuất mở thêm các cửa khẩu vào Gaza bên cạnh cửa khẩu Rafah từ Ai Cập và cho phép các nhà đầu tư tư nhân tham gia kế hoạch này. Ông Griffiths lưu ý việc cần đảm bảo nguồn tài chính cho kế hoạch cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc và số tiền này lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi tạm thời ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại giải Gaza. Đây là quyết định đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kể từ khi vòng xoáy xung đột mới nhất bùng phát giữa Israel và lực lượng Hamas hồi đầu tháng 10. Nghị quyết do bảo trợ nói trên được thông qua với 12 phiếu thuận, 3 phiếu trắng, Nga, Anh, Mỹ và không có phiếu chống. Trong một diễn biến khác, ngày 16 tháng 11, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Volkotuk nhấn mạnh, các bên liên quan xung đột Hamas-Israel có trách nhiệm giải trình về các cuộc giao tranh đang diễn ra tại giải Gaza. Ông này cho biết, những cáo buộc vi phạm luật nhân đạo quốc tế một cách nghiêm trọng và dưới nhiều hình thức cần được điều tra nghiêm ngặt và dù ai vi phạm cũng đều phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Trước đó trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tuần trước, ông này đã cảnh báo rằng các bên trong cuộc xung đột khiến hàng nghìn người thiệt mạng hiện nay có thể đang phạm tội chiến tranh. Tại một cuộc họp ngắn với các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 16 tháng 11, ông này kêu gọi cần tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các cáo buộc trên. Cao ủy Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về sự gia tăng bạo lực và sự phân biệt đối xử nghiêm trọng đối với người Palestine ở bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả đông Jerusalem. Ông kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh rằng sự chiếm đóng của Israel phải chấm dứt. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc, tự do của Israel gắn bó chặt chẽ với tự do của người Palestine. Người Palestine và Israel là hy vọng hòa bình duy nhất của nhau.